các bạn ơi, hôm nay các bạn nhỏ này sẽ chơi một trò chơi ăn thử kẹo thúi nha. Đâu, kẹo đâu? Đây, đây, kẹo thúi nè. Qua, bạn Pin có gì vậy? À, bong bóng hình cái phao cái bánh đó hả? Rồi, bây giờ bạn Pin với bạn Kiệt sẽ thổi cái này lên. Còn mình sẽ mở kẹo thúi ra nha. Rồi, bắt đầu mở thôi. Rồi, nhanh lên, mở kẹo thúi đổ vô nè. Đây, đây là cái chong chóng để quay nghe một hồi. Ai quay tới màu nào là sẽ ăn cục kẹo màu đó nha. Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Pin sẽ đổ vô nha. Wow, rồi bây giờ ai quay trước đây? Con. Rồi bây giờ bắt hành cầm là ai quay trước trúng màu nào là ăn màu đó nha. Con quay nữa. Rồi chuẩn bị nha. Rồi. Rồi màu gì đây? Quay lại. Quay lại chưa trúng màu luôn. Wow, màu xanh lá cây. Rồi bạn Kiệt sẽ ăn màu xanh lá cây nha. Rồi tới bạn Pin. Bạn Pin màu gì? Từng cục nè, bắt đầu nha. Wow, các bạn ơi, ở cái bánh này thổi xong rồi hả? Ăn được không? Wow, ăn rồi cho Pin ăn, ăn miếng đi. Ăn rồi. Đây một cái bánh hình cái phao. Rồi bây giờ mỗi bạn sẽ bóc một cục nha. Rồi con bóc cục màu gì? Cởi quay luôn, bóc luôn. Rồi bạn này sẽ bóc một cục màu hồng nha. Chưa nghe, chưa nghe. Chừng nào kêu ăn mới ăn nha. Rồi chừng nào kêu ăn mới ăn nha. Rồi quá, bạn Pin màu cam. Rồi tới bạn Kiệt, Kiệt lớn, Kiệt nhỏ. Rồi lẹ đi, rồi ăn thử coi. Ngon không Pin, ngon không? Ngon không, ăn thử coi, ngon không? Trời ơi, các bạn ơi, kẹo này đắng quá. Ruột của bạn Kiệt mùi gì? Không có mùi hả? Rồi, thơm lắm. Thơm hả, kẹo thơm hả? Rồi, tớ... kẹo không? Rồi con chọn màu khác đi Pin. Rồi con chọn màu xanh dương nha. Rồi ăn thử coi, ngon không? Theo quá hả? Hôi quá hả? Rồi tới bạn Kiệt đi. Bạn Kiệt ăn màu gì vậy? Xanh dương luôn hả? Rồi ăn thử coi. Ờ, rồi bây giờ bóc tiếp nha, mỗi người bóc hai cục đi. Hai... đâu có màu gì vậy? Màu trắng hả? Đâu ăn thử coi. Đúng rồi, ăn cục. Trời, màu trắng cũng hôi luôn hả? Rồi con màu xanh dương luôn hả? Rồi ăn thử coi. Hôi không? Không hả? Rồi con bóc thử màu màu khác đi. Này đây, màu này nãy giờ chưa dính nè. Bạn pha, ăn như bạn pha. Rồi, ai ăn màu nâu kìa, có cục màu nâu nè. Bạn Kiệt ăn đi. Rồi, ngồi xuống nghe, chuẩn bị nghe. Rồi bây giờ cho bạn Kiệt lớn ăn màu nâu nè. Mùi gì, mùi gì? Thuốc bắc hay vậy? Ừ, thuốc bắc hả? Rồi, bạn Kiệt này ăn màu màu trắng nha. Hôi quá hả? Trời ơi các bạn ơi, bạn Pin hôi quá. Hôi quá hả? Rồi bây giờ mình chia màu ra. Bạn Kiệt lớn ơi, bạn Kiệt lớn ơi. Màu xanh đi kìa. Chia từng màu ra nghe. Rồi mình ăn từng màu luôn. Rồi các bạn ơi, bây giờ chia màu đâu, đâu, ai màu gì đâu? Bạn Pin màu xanh lá cây, bạn Kiệt lớn màu trắng nè, bạn Kiệt nhỏ màu nâu. Đây bạn Khoa màu xanh. Rồi bạn gái này là màu cam nha. Rồi bây giờ chuẩn bị ăn nha. Rồi ăn vô. Rồi sao có mùi gì? Trời ơi, bạn Pin nhả luôn rồi. Có mùi gì, mùi gì? Mùi thuốc bắc. Mùi thuốc bắc hả? Kiệt lớn mùi gì? Tả bé hả? Bạn Khoa màu gì hả? Mùi gì? Con có mùi gì? Đắng quá hả? Trời ơi. Đắng quá nhả ra. Đây các bạn ơi, kẹo thúi này ăn nó thúi quá trời luôn, màu nó đắng nữa. Đây còn mấy màu nè. Rồi bây giờ bóc ăn hết luôn nha. Rồi chuẩn bị thôi. Bị, ăn vô Pin, ăn vô. Còn không, cục kẹo nó đâu? Hết rồi hả? Hết rồi. Hết rồi hả? Hết rồi. Rồi bây giờ thổi phao lên nha. Cái phao nãy đâu rồi? Đây các bạn ơi, đây một cái phao bánh nè. Rồi bánh kẹp đầu đó. Wow. Rồi cho băng Pin, cho Pin chồng thử. Bơi. Rồi mỗi người chồng cái nghe. Rồi cái phao bự sắp xong rồi. Phao bự này là bánh gì vậy? Bánh kẹo gì vậy? Thúi nữa hả?
Rồi, đây, đây, cho cái phao bánh này các bạn ơi. Ai ăn không? Ngon không? Ăn thử coi, ngon không? Trời ơi, các bạn ơi, kẹo này đắng quá. Vừa của anh Kiệt mùi gì? Đắng. Không có mùi hả? Rồi, không, thơm lắm. Thơm hả? Kẹo thơm hả? Rồi, tâm. Chín kẹo thơm. Rồi, con chọn màu khác đi Biên. Rồi, con chọn màu xanh dương nha. Rồi, ăn thử coi, ngon không? Thèm quá hả? Thôi quá hả? Rồi, tới Văn Kiệt đi. Kiệt ăn màu gì vậy? Xanh dương luôn hả? Rồi ăn thử coi. Rồi bây giờ bóc tiếp nha, mỗi người bóc hai cục đi. Đâu có màu gì vậy? Màu trắng hả? Đâu ăn thử coi. Ơ trời, màu trắng cũng hôi luôn hả? Ăn cũng rồi con màu xanh dương luôn hả? Rồi ăn thử coi. Hôi không? Không hả? Rồi con bóc thử màu khác đi. Này đây, màu này nãy giờ chưa dính nè, bạn Khoa. Rồi, ai ăn màu nâu kìa, có cục màu nâu nè. Rồi, ngồi xuống nghe, chuẩn bị nghe. Rồi bây giờ cho bạn Kiệt lớn ăn màu nâu nè. Mùi gì? Cục bắp thì á. Ôi, cục bắp hả? Rồi, bạn Kiệt này ăn màu trắng nha. Ôi quá hả? Trời ơi. Ôi quá hả?